là năm 98 đến đây thì trong quá trình tính chơi thêm thì cũng may mắn là có rất nhiều giải. Thì trong các giải thưởng nó tính có được tổng cộng là 6 bộ sưu tập. Thì mỗi bộ sưu tập như vậy nó trên dưới khoảng 1.000 con tem. Và thật ra thì chơi tem nó không phải là vì số lượng, nhưng mà nó là một trong những cái cớ để giúp cho người sưu tập tem có thể khám phá tri thức trên con tem đó. Thì hôm nay thì Tính có một cái duyên với chỗ nhà thờ thơ ấu, có nhờ Tính chia sẻ với các bạn trẻ về một cái thú chơi mà đã dường như bị lãng quên trong quá khứ, đó là thú chơi tem này. Thì Tính đến đây cũng chia sẻ với một cái nội dung là cái vai trò của con tem trước đây và giá trị của nó trong cái văn hóa, và đặc biệt là đối với văn hóa Việt Nam, và một vài cái suy nghĩ nhỏ trong cái việc là cái thú chơi tem trong cái thời đại Internet như ngày nay thì nó sẽ như thế nào. Thì Tính chia sẻ những cái nội dung đó trong cái buổi giao lưu hôm nay. Tính chơi tem đến nay thì gần 20 năm rồi. Trong 20 năm đó thì thật ra khoảng 5 năm trở lại đây thì Tính không có thường xuyên sưu tập giống như trước bởi vì công việc. Tuy nhiên là những cái gì liên quan đến tem thì mình vẫn còn quan tâm, và đặc biệt là những cái ngoài sưu tập tem, Tính sưu tập luôn những cái tờ báo chí mà liên quan đến tem hoặc là liên quan đến những nhà sưu tập, thì Tính gom lại hết thành một cái bộ sưu tập riêng của mình. Thì đối với những người chơi tem đó, thì họ họ sưu tập sẽ là nhiều mục đích khác nhau. Có người chơi tem để giải trí, có người chơi tem để có thể là họ kinh doanh, và cũng có người chơi tem là để học từ nó. Thì đối với Tính thì chơi tem là để khám phá tri thức này, và Tính cũng ứng dụng nó trong bài giảng rất là nhiều. Thay vì là về văn hóa Việt Nam đó, thì Tính đưa ra những con tem để mang tính minh họa, thì cái việc mà thu hút các bạn sinh viên sẽ tương đối lạ hơn so với là hình, và thông qua đó mình mới nói về giá trị con tem để thấy được cái vai trò của nó trong văn hóa của Việt Nam mình. Tính có cái bộ tem mà đoạt huy chương vàng ở Việt Nam năm 2007, đó là bộ bàn tay kiệt tác của tạo hóa, và bộ này được Hội Tem Việt Nam đưa đi thi dự thi quốc tế, thì Tính may mắn đoạt huy chương đồng ở tại triển lãm tem Thái Lan thuộc châu Á Thái Bình Dương. Bộ thứ hai là bộ về hành trình chữ viết. Bộ thứ ba là bộ ngò ngựa mã, nói về nói tổng hợp tổng quan về con ngựa. Bộ thứ tư là nghệ thuật thư pháp Trung Hoa. Bộ thứ năm là khám phá Nhật Bản, và bộ thứ sáu là các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thì đây là những bộ mà Tính có tham gia các cái kỳ triển lãm, và may mắn là có giải cao.